Chiều ngày 3 tháng 5, trên trang cá nhân, Hoa hậu Tiểu Vy lên tiếng trước tin đồn trên mạng xã hội. Cô khẳng định tin đồn cô đang hẹn hò với ông Đặng Lê Nguyên Vũ là sai sự thật. Tiểu Vy nói, những hình ảnh mọi người bàn tán là hình ảnh Vy đang làm việc trong vai trò người mẫu quảng cáo, khách mời quảng bá cho các sự kiện của tập đoàn Trung Nguyên. Việc thêu dệt nên những câu chuyện sai sự thật là hành vi vô đạo đức. Những thông tin vô căn cứ tưởng chừng chỉ để câu tương tác như thế lại gây ra những hệ quả vô cùng lớn. Tiểu Vy cũng nhắn gửi đến người hâm mộ hãy thận trọng và chọn lọc khi tiếp nhận các nguồn tin tràn lan trên mạng xã hội, đồng thời mong các content creator hãy thật sáng tạo, làm ra những content sạch để đóng góp có ích cho cộng đồng. Bởi sự việc này không chỉ ảnh hưởng danh dự, uy tín của nghệ sĩ, tinh thần gia đình họ mà còn ảnh hưởng tới hình ảnh của thương hiệu dốc lòng xây dựng.